Cha ơi, Candy Mobile là game gì mà con thấy mọi người chơi nhiều vậy cha? Con ngồi xuống uống miếng bánh, ăn miếng trà để bà kể cho con nghe về một huyền thoại nha. Ôm lại kỷ niệm cùng Candy Mobile, mừng gà lên 7. Cái này là hồi 9 tháng 12 năm 2014, lần đầu ra mắt Candy Mobile nè cả nhà ơi. Có ai muốn bán Candy Mobile cho em không? Và cũng nhờ sự ủng hộ của Gainer mà lượt tải game lên đến hơn 20 triệu lần đó nha. Còn này không phải tôi khoe đâu mọi người, nhưng mà fanpage xương xương có 821.000 người theo dõi à. Còn group cộng đồng thì có hơn 407.200 thành viên chứ nhiêu. À các cao trên YouTube thì khỏi nói nha mọi người, 438.000 người đăng ký đó. Ai này nè, Gainer cũng đừng quên là chúng ta có hơn 2.000 người đang cùng sát cánh chiến đấu nha. Thêm gì đó là mở hơn 700 mấy chỗ mới cho Gainer chơi đã cái nư luôn. Nghe trẻ kể mà con thích quá à. Con chúc cha sinh nhật vui vẻ nha. Cha cảm động rớt nước mắt, cảm ơn con.